Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Linh Cù Lao. Thì hiện tại Linh đang có mặt tại Củ Chi. Ở đây thì cách bệnh viện Củ Chi khoảng tầm 3 cây số cả nhà. Thì mình được một cái người chú bán vé số ở ven đường nè chỉ cho mình một cái ngôi nhà bỏ hoang, và mình cũng đã tìm được tới cái ngôi nhà này rồi. Đó, phía sau lưng mình là một cái ngôi nhà bỏ hoang ở trong một cái lùm cây tùm luôn. Chú ấy chỉ cho mình và cũng có nói cho mình một biết một chuyện, đó là cái ngôi nhà này đã từng có một người đàn ông đã mất ở trong cái ngôi nhà này, nhưng mà cái người đó là người vô gia cư chứ không phải là người chủ của cái ngôi nhà bỏ hoang này, và từ khi đó cho tới bây giờ là không ai dám tới đây hết. Nhưng cả nhà thấy cái khung cảnh không, xung quanh đây là lùm cây, nhưng nếu mà mình chạy ở ngoài á, không bao giờ mình nhìn thấy được cái ngôi nhà này đâu. Do là ở đây bây giờ nó thành một cái đám rừng rồi, không ai lui tới đây hết nữa. Khá là ghê luôn. Đó, căn nhà kìa trời. Căn nhà này mình thấy là có cái thiết kế giống như kiểu xưa cả nhà. Giả đá rồi. Bây giờ mình sẽ quay cái cam lại cho cả nhà xem rõ nha. Đây là cái khung cảnh phía trước cái ngôi nhà bỏ hoang này, nhìn rất là ghê luôn, tùm cây cối bao phủ này. Bên đây thì vẫn còn nhìn thấy được một cái căn nhà. Bên đây thấy có một cái căn nhà, nhưng mà căn nhà đó là bỏ hoang luôn rồi cả nhà, và khóa cửa kín mít luôn. Không gian bên trong đây là mình thấy là khá u ám rồi đó. Đây, chỗ này là cái mình nghĩ là cái bàn thờ ông Thiên đó cả nhà. Chỗ này là bàn thờ ông Thiên, cũng làm trụ đá, làm kiểu mà giả đá hồi xưa. Cái ngôi nhà thì thiết kế nè, thiết kế kiểu này thì mình thấy là đó là xưa rồi, khoảng tầm những năm 1900, rất là lâu. Kiểu này giống như thờ Pháp vậy đó. Ở phía trước có trồng một cái cây lê kia ma nữa nè, và có trái luôn. Ôi, cây lê kia ma này có trái nè cả nhà, trái còn xanh luôn. Bên đây có một cái trái bị chín mà bị chim ăn rồi. Đi, mình vừa nhìn thấy một cái điều tâm linh ở bên cái ngôi nhà phía bên kia, đó là trước cửa nhà có treo một cái nhánh xương rồng để mà trừ tà đồ cả nhà. Thì thường những cái nơi mà âm u và có những cái điều tâm linh thì người ta sẽ treo những cái đồ vật gì đó trước cửa, giữa cửa luôn để mà người ta trừ tà. Đó, cả nhà thấy không, một cái nhánh xương rồng màu đen xì ở giữa cửa luôn. Nhưng mà cái ngôi nhà đó là mình thấy cũng bỏ hoang luôn à, khóa cửa kín mít à. Thôi bây giờ mình sẽ tiến vào phía bên trong cái căn nhà bỏ hoang bên đây để mà khám phá xem ở trong đây là còn những cái hiện trạng và đồ vật gì hay không. Ở đây thì nó cũng gần đường lắm, vẫn còn nghe tiếng xe chạy rất là rõ luôn khi mà mình đi vô đây rồi nè. Cũng cách xa đường khoảng tầm 50 mét rồi, nhưng mà vẫn còn nghe tiếng xe chạy rõ lắm. Đi ở ngoài mà không nhìn là chắc chắn sẽ không bao giờ, không để ý thì không bao giờ thấy được cái căn nhà này đâu. Trời ơi, ở giữa căn nhà thì mình thấy là có những cái đồ vật, đồ cúng, rồi nhang được cầm ở chỗ này như là cái bàn thờ ông Địa vậy cả nhà, nhìn rất là ghê luôn. Ui, có cái tô này nữa. Ui, ức cái tô này sao người ta úp lên cái chén ngộ vậy ta. Ui, cái chỗ này là người ta thờ cúng cái gì nè. Mình thấy là có nhang cầm mà có bật lửa rồi nữa. Ui, mũi nó bu quá trời luôn. Căn nhà này nói chung là mình bước vô đây là mình nổi hết da gà.
rất là gùng gợn luôn, do nó nằm ở trong khuất ở trong cái đám lùm. Nhà đây có nhang nè, nhang hai bên luôn đã cầm nhưng mà đốt chưa đốt cháy tàn hết. Chắc có lẽ là người ta lúc trước để tới đây để mà cúng cái người, cái vong hồn của cái người đã mất ở trong cái ngôi nhà này. Nó khá là ghê luôn, nãy giờ mình đi vô đây là nói chung là cứ nổi da gà lên gần gần, rất là đáng sợ. Bây giờ mình sẽ đi vô phía sau của cái ngôi nhà hoang này. Ở sau này có một cái cây sung rồi cả nhà. Cây sung hay là cây ngái vậy? Để mình sẽ quay cam lại cho cả nhà xem rõ nha. Nãy giờ thấy thấy không gian trong đây nó im lặng, mình thấy hơi sợ. Do ở đây là rừng cây không nè, cũng hơi ghê. Đồ đạc ở trên gian bếp là không còn gì hết. Và phía sau này thì cái ngói và tôn đều bị rớt xuống hết rồi, mục nát hết rồi. Tôn rớt xuống chân, rớt xuống nền. Cây sung này trái quá trời luôn cả nhà, trái từ ngọn mà xuống tới gốc luôn, xum xuê luôn. Ở trong cái kệ đó là mình thấy có một cái tổ mối rất là to luôn nha. Ừ, tổ mối to, trong to đùng nằm trong đó kìa, quá trời ghê ha. Và phía sau này là hoàn toàn là một đám lùm cây bao phủ luôn. Bên đây là toilet nè. Ơi, cả nhà thấy không? Ở sau đó là như là có một cái chuồng heo hay là một cái giếng gì đó, một cái hồ nước gì đó. À, bây giờ là không có đường đi ra luôn. Cây cối dây leo nó bò như thế này nè. Và lùm cây không. Hồi nãy là mình được một cái chú bán vé số chỉ cho mình, cho nên là mình mới biết cái ngôi nhà này và tìm tới đây thôi, chứ nếu mà đi ở ngoài đường thì sẽ không bao giờ biết và nhìn thấy được cái ngôi nhà này đâu, do là nó cái đám lùm nó che phủ hết hoàn toàn cái ngôi nhà luôn. Và ở trong đây y như là một trong rừng vậy, trong một cái đám rừng vậy, rất là ghê luôn. Vô đây làm cảm thấy lạnh hết sống lưng đó. Do là nó hoang hoang vu quá trời, chỗ này bỏ hoang chắc lâu năm lắm rồi. Trời ơi trời ơi, cái con cuốn chiếu nó nằm một cái dưới giò mình nè, thấy hết hồn trơn. Trời ơi, tưởng con gích không. Đây nè cả nhà, con cuốn chiếu khổng lồ luôn nè. Ở trên cái vùng như núi đồ hay là củ chi đồ là mình thấy những cái con cuốn chiếu này rất là to luôn nha. Nó nằm bên này trời, nó nằm dưới chân mình luôn. Đợt mình đi qua cái nhà quan bên kia cũng gặp một con to hơn con đó nữa. Cái căn nhà này thì hầu như là mọi thứ đều bị lấy đi hết rồi, đồ đạc vật dụng là đều lấy hết rồi. Và đặc biệt là ở trên trên đây là có chỗ mà người ta cúng kiến vậy nè, có thể là những cái người mà thân của người mất, người đàn ông mà mất ở đây lúc trước đã vô đây có cúng cúng vái cho vong hồn để mà người ta quay về nhà. Do lại cái căn nhà này là bỏ hoang rồi, người đó mới vô đây là người đó chết ở trong đây, chứ không phải là nhà của người đó ở đây.
cái kiểu thiết kế của ngôi nhà này rất là lạ đúng không? Rất là nhiều những cái khung bông được đặt ở phía trước này, nhìn thẳng vô là mình thấy được cái phòng ở phía trong luôn, và ở giữa là lại có một cái lỗ tròn. Cái kiểu này thì mình thấy là mấy ngôi nhà xưa mới có là người ta làm vậy thôi. Căn nhà thì xuống cấp trầm trọng rồi, mình ở đây lâu cũng thấy là khá nguy hiểm luôn, không biết là mấy bức tường này nó sập lúc nào nữa. Bây giờ chắc mình sẽ qua chở ga thôi cả nhà. Cái căn nhà này nếu mà đi vào ban đêm là chắc chắn khá là rùng rợn á, tại vì có người chết ở trong đây, người đã từng mất ở trong đây, thì mình nghĩ là sẽ có những cái chuyện tâm linh ở trong cái ngôi nhà này xảy ra khi mà ban đêm. Thì bây giờ mình sẽ qua chở ga và xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà xem được cái video này thấy hay thì hãy cho mình xin một like và cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn nữa nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.